lâu lắm này. Chấm thử là miếng vào sao. Nó ngon mà nó ngon dễ sợ luôn. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ vô đây ăn với con nè. Ăn gì đó? Dạ đang ăn xoài. Ôi chua lắm. Thôi ghê, không ăn đâu. Xoài ngọt, ngọt mà hả? Ngọt không? Dạ. Thiệt không đó, ăn thử là ngọt không? Nhìn thấy chua quá. Ừ, con nãy giờ ngọt đây mà. Thiệt không nha? Đây. Kể làm điều không lại. Thiệt miệng mà, thấy cái này cũng thèm quá. Thiệt không mà nha? Dạ thiệt. Không có chua không? Dạ. Dẹp đi. Chua không có mà nó trộn chua. Yeah.